Ban giám khảo cũng như tất cả các chị báo cáo viên và các bạn sinh viên cũng như hôm nay thì hôm nay em được trình bày một cái kết quả của nghiên cứu của nhóm nghiên cứu em đó là xác định đột biến gen, xác định đột biến gen P1 và gen PRKN ở bệnh nhân Parkinson. Em là thạc sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, và người hướng dẫn cho đề tài của em là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành, tiến sĩ Nguyễn Việt. Về nội dung trình bày của em, nó sẽ gồm có 5 phần. Thứ nhất là chủ đề, thứ hai là mục tiêu nghiên cứu, thứ ba là đối tượng của pháp nghiên cứu, thứ tư là kết quả của luận, thứ năm là kết luận của thí nghiệm. Thì về đầu tiên, giống như các bạn đã biết đó, thì bệnh lý Parkinson là một bệnh lý phổ biến thứ hai về các loại thoái hóa thần kinh đến chỉ sao Alzheimer. Và về những cái triệu chứng của bệnh lý này thì gây ra cho đó là sự suy giảm của một chất đen, dẫn đến là giảm lượng dopamine, dẫn đến sự vận động không phù hợp. Căn nguyên của bệnh lý Parkinson là chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, người ta xác định là nó sẽ có sự tương tác giữa tuổi, đột biến gen, tiền sử gia đình và phơi nhiễm. Còn cái hướng nghiên cứu hiện tại tức là sự tác động giữa đột biến gen hay yếu tố tiền sử gia đình và những yếu tố phơi nhiễm. Và từ đó người ta nghiên cứu ra thì người ta thấy là nó sẽ đột biến trên 5 gen đó là FNCA, RK2, RKN, P1 và GCN1 được cho là nguyên nhân của bệnh lý Parkinson. Và trong nghiên cứu của em sẽ tập trung nghiên cứu vào đó là gen P1 và RKN. Thì con đường tín hiệu của P1 và BRKN nó sẽ kiểm soát cái sự loại bỏ những thi thể bị thừa hoặc là bị rối loạn chức năng. Thì khi thi thể bị thừa hoặc rối loạn chức năng hoặc là bị stress oxy hóa rối loạn chức năng đột biến thì nó sẽ dẫn đến một cái P1 nó sẽ tác động vào các lên mạng và sau đó là phát tim tức là BRKN sẽ tác động và làm cho một cái quá trình tự thật làm cho tim cái này đi. Những cái đột biến diễn ra trên gen P1 và BRKN hay trên các con đường tín hiệu là P1 và BRKN sẽ dẫn đến là thi thể có khả năng bị hư hỏng. Bất khả năng nó vẫn được tạo, nó vẫn được duy trì và nó không phát sinh những cái sự chết của cái bệnh tinh. Về gen P1 thì nó là những phát thể số 1 nhân ngắn ở sinh nhân dài, những phát thể số 1 336 bằng 13 phụ 12 nó sẽ có 8 ngày sau. Và trên BRKN thì nó ở những phát thể số 6 nhân dài nó có 20 bằng phụ số 26 sẽ được có 12 ngày sau. Về mục tiêu nghiên cứu là chúng ta em của chúng em xác định đó là việc đột biến gen P1 và RKN có thể kiểm dụng đánh sớm phát triển các phương pháp điều trị nhằm vào mục tiêu đích để cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân có nguy cơ Parkinson. Xuất phát từ thực tế đó, chúng em nghiên cứu là xác định đột biến gen, xác định đột biến gen P1 và RKN ở bệnh nhân Parkinson. Về đối tượng phương pháp nghiên cứu thì đối tượng đó là chọn 30 bệnh nhân được chẩn đoán mắc xác định là mắc bệnh lý Parkinson theo tiêu chuẩn của ngân hàng bảo hộ Parkinson Vương quốc Anh ở bệnh viện Lão Khoa Trung ương. Tiêu chuẩn là trừ ra những bệnh nhân có mắc cái tiền sử mắc bệnh như chấn thương sọ não nhiều lần, viêm tai, viêm não hay viêm mạch máu não, bệnh nhân có triệu chứng Parkinson sau khi dùng một số loại thuốc hay thần kinh hoặc là bệnh nhân u não. Về phương pháp nghiên cứu là xin các nghiên cứu và các nghe mô tả được thực hiện ở trung tâm nghiên cứu sen đầu tiên đại học Y Hà Nội, mẫu phương thuộc bệnh viện Lão Khoa Trung ương bệnh viện Bạch Mai. Thời gian nghiên cứu là từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 10 năm 2023. Các thu thập mẫu thì mẫu máu của bệnh nhân sẽ được thu từ 2-30 lít máu trong vòng 2 tay vận chuyển về trung tâm gen đầu tiên của đại học Y Hà Nội. Về các quy trình thực hiện sẽ có quy trình thứ nhất đó là kỹ thuật tách chiết DNA. Thì DNA sẽ được tách chiết bằng cái bộ kit đó là Western Genomic DNA Purification của Mỹ và những mẫu mà có cái OD từ trên kích tặng là 280 và 260 lớn trong 1.8 sẽ được sử dụng trên mẫu tích gen. Về kỹ thuật PCR thì sử dụng là sử dụng các cái đoạn mồi đặc hiệu để phân tải tất cả các ESO và phủ biểu dạng của gen và các hành trình tụ mồi được thiết kế dựa vào hệ thống đó là Genome3. Tiếp tục có là kỹ thuật giải trình tự gen trực tiếp sinh bệnh sinh thì các em sử dụng đó là giải trình tự gen sensor thực hiện trên máy IBD 3500 tại trung tâm nghiên cứu gen đầu tiên tại Hà Nội. Về xử lý số liệu sẽ tập trung vào thứ nhất đó là phân tích các đột biến dựa trên là COC men quốc ben và so sánh trên hệ thống của GenBank. Chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ đó là Observer để xác định ảnh hưởng của đột biến gen trên cấu trúc 3D của protein, phân tích những dự đoán khả năng gây bệnh của đột biến bằng những công cụ in silico đó là UVNFFB, Polyfen 2, Mutation Tester, Robin và Sip và phần mềm Postenet 20.0 được sử dụng để thu thập và xử lý số liệu. Về đạo đức nghiên cứu, đề tài đã được thông qua đạo đức Hội đồng đạo đức của trường đại học Y Hà Nội chấp thuận với giấy chứng nhận đó là 665. Bệnh nhân tham gia nghiên cứu được thông báo tất cả các thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của mình, bộ thông tin cá nhân được mã hóa và bảo mật an toàn, thu thập số liệu chỉ mục đích cho hỗ trợ cho nghiên cứu. Từ kết quả và phản luận thì về đặc điểm thông tin bệnh nhân có đột biến và các đột biến được ghi nhận thì chúng em ghi nhận được là có 4 bệnh nhân mang đột biến và có 3 dạng đột biến được ghi nhận. Ví dụ như em thấy được là có 3 trên 30 bệnh nhân tức là 90%
bệnh nhân có mang đột biến như trên BRCN tỷ lệ là 10%. So sánh nghiên cứu của CAS và cộng sự năm 2001 thì sẽ là 9% trên 110 bệnh nhân Parkinson bị quái. So với Sơn là cộng sự năm 2006 thì tỷ lệ 12.6%. Thì kết quả của em cũng tương đồng với các nghiên cứu trên thế giới. Trên gen biến 1 thì chúng em ghi nhận được 1-3 của bệnh nhân có mang đột biến gen, tức là 3.34%. Nó cũng gần tương đương với nghiên cứu của Suste và Gausser năm 2011 từ 4-6% trên bệnh nhân Parkinson ở toàn châu Á. Có một nghiên cứu ở Việt Nam có là của thầy Nguyễn Thanh Tô và cộng sự công bố năm 2020 là 4-4% trên 112 bệnh nhân Parkinson ở phát sớm ở độ tuổi là trước 50 tuổi là xác định được có 5 bệnh nhân thậm chí 4-4%. Thì cái nghiên cứu của chúng em có tỷ lệ cao hơn, có thể là do thứ nhất là chúng em chọn đối tượng là rộng rãi hơn, thành ra trên BRCN thì gặp những trường hợp là bệnh nhân lớn tuổi nhiều hơn so với trên viên 1. Và chúng em ghi nhận ở đây thì là đột biến trên gen BRCN ở exon 9, tức là ở vị trí C1010 thì đột biến từ G biến thành A, dựng tới là acetamin từ cysteine ở vị trí 337 sẽ biến thành adenosine. Tất cả các đột biến chúng em được ghi nhận đều ở tồn tại ở dạng chỉ họ. Và tiếp tục chúng em phân tích sâu về cái đột biến mà C1010G thành A ở trên gen BRCN thì chúng em ghi nhận như sau. Đây là hình ảnh giải trình tự gen. Thì chúng ta thấy ở người bình thường ở vị trí C1010 thì tồn tại đó là axit nucleic là G. Thì khi qua đến bộ bệnh nhân mặt số 11 và mã số 16 thì nó sẽ bị có xuất hiện hai cái định. Ở đây chúng ta thấy có hai cái định, tức là trong trường hợp này là bệnh nhân biến đổi từ G thành A và đồng thời vẫn tồn tại một cái định G, tức là bệnh nhân này tồn tại ở dạng dị họ. Và chúng ta sử dụng cái công cụ dự đoán đột biến in silico, ví dụ như là DBNSFP thì sẽ xác định tỷ lệ là gây bệnh là 0.95. Thì DBNSFP tỷ lệ là từ 0-1 và càng gần 1 thì càng có nguy cơ gây bệnh. Về Bodyfan thì có sáng cũng như vậy là từ 0-1 càng gần 1 thì càng có khả năng gây bệnh, thì được dự đoán là đột biến này đều có khả năng gây bệnh hết. Mutation tester cũng vậy, từ 0-1 thì cũng là cái chỉ số nó ra là 0.99 cũng dự đoán là gây bệnh. Về Robin thì khi xác định chỉ số của Robin nếu như dưới 2.2 thì nguy cơ gây bệnh là cao, thì ở đây cũng xác nhận là gây bệnh với chỉ số là 0.89. Tương tự như bệnh SIP thì lại càng gần 0 thì sẽ càng có nguy cơ gây bệnh. Thì ở đây SIP tỷ lệ gây bệnh là 0.0 là càng gây bệnh rất là cao. Và từ đó nên phát hiện ra là đột biến làm thay đổi của ba từ tên như GT mã hóa cho acetamin cysteine, TAT mã hóa cho acetamin tyrosine, dẫn tới là cái gen BRCN có nguy cơ đột biến này có dẫn tới là sự thay đổi về gen BRCN. Và tiếp tục phân tích được cấu trúc phân tử 3D của phân tử protein thì sử dụng đó là trên hot servers. Thì khi phân tích thì ban đầu sẽ là cysteine, thì cysteine và tyrosine đều là những acid amin không tuần và đều là acid amin không tuần gần như sắp thuộc vào một nhóm. Tuy nhiên cysteine thì lại có cấu trúc đơn giản hơn, còn tyrosine thì lại có xuất hiện một cái vòng đó là vòng benzene, dẫn đến là phần thừa của phân tử khi đột biến tức là tyrosine sẽ có phần thừa nó lớn hơn so với phân tử cysteine ban đầu, và là một nghiên cứu thì lại ít hơn so với phân tử ban đầu. Và đặc biệt ở đây khi mà phân tích về cấu trúc phân tử 3D thì thấy là trên phần BRCN này nó sẽ có 3 vùng dẫn, 3 vùng riêng, và 3 vùng đó sẽ liên kết mỗi vùng liên kết các ai phân tử kẹt, và cái đột biến này ngay tại vùng liên kết với kẹt thành ra dẫn đến sẽ có sự xáo trộn của cái vùng kẹt ở đây, dẫn đến cái cấu trúc hay là cái vai trò chức năng của phân tử BRCN sẽ bị thay đổi. Tính kết luận trên 30 bệnh nhân nghiên cứu thì tỷ lệ bệnh nhân có đột biến chiếm là 13-33%. Ghi nhận là có 2 bệnh nhân mang đột biến dị hợp tử C1100G thành A và 1 bệnh nhân mang đột biến dị hợp tử là C823C thành T nhân gen BRCN, 1 bệnh nhân mang đột biến dị hợp tử là C1273C thành T nhân gen viêm 1. Trong đó xác định thấy có đột biến C1100G thành A nhân gen BRCN là có khả năng gây bệnh cao. Việc kiến nghị là chúng ta sẽ cần phải tư vấn di truyền cũng như xác định đột biến gen cho thành viên của tất cả những 4 gia đình mang đột biến này, và đặc biệt là gia đình của những bệnh nhân có mang đột biến C1010G thành A trên gen BRCN. Dạ. Nghiên cứu của em được hỗ trợ từ kinh phí từ đại tá cấp bộ là nghiên cứu xác định đột biến gen liên quan bệnh lý Parkinson ở Việt Nam. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý hội đồng, ban giám khảo và các bạn. Cảm ơn. Rất thông thuộc.
chính của một sự phong rồi có thể chú ý này thì nói chung là vấn đề trên thì nóng, nhưng mà cái khi mà tìm kiếm phân tích khi mà trình bày kết quả con giờ phải nấu thì là biết cái đặc điểm của mẫu là gì, còn ngày thấy do đó người ta phải câu ba phương mẫu cần đủ đủ bao nhiêu nam tử là nam và cảm dụng là những bạn cái đó là lúc biết ha. Còn anh muốn mẫu có mẫu chúng ta cần tìm cái đặc điểm trên thì không cứ có cái chỉ dẫn nào mà khi mà chỉ hoặc kinh tế có cấu tượng nào hoặc là như thế nào mình phải cho cái chuyện này hoặc là cái kết quả cũng có cái nghĩa gì cũng có cái lâu dài. Em sẽ giúp giải luôn nhé. Dạ, em cảm ơn sự đóng góp của tiến sĩ Nguyễn Văn Thống. Thì đầu tiên về cái bài rất là đặc biệt chung cho đối tượng nghiên cứu thì là khi có đưa bài cũng giới hạn về cái số lượng của bài báo thành ra là cái bớt nó ra chứ không phải là có yêu cầu là có số lượng trang nhất định. Dạ. Về cái ý nghĩa thì thực tế đó là khi muốn về xem thì ở bệnh viện Parkinson thì hiện tại ghi nhận được khoảng 24 xem có liên quan tới bệnh Parkinson, và trên thế giới người ta cũng nghiên cứu về vấn đề điều trị liên dựa vào cái xem này. Ví dụ như bạn của bạn bạn là sử dụng levodopa thì thực tế cũng có một số tùy thuộc vào cái độ biến gen gì hay là bệnh nhân có mang độ biến gen trên gen nào sẽ có được sử dụng thuốc khác nhau, nên người ta xác định là đáp ứng tôi sử dụng levodopa theo dạng phổ biến của từng gen là hiện tại cũng có, cũng như là điều trị bằng phương pháp là kích thích não sâu thì cũng có một cái công bố trên thế giới là ghi nhận là đối với những bệnh nhân mà mang đột biến gen GBA thì cũng sẽ khi sử dụng kỹ thuật kích thích não sâu sẽ làm cho bệnh nhân suy giảm nhận thức sau đó. Thành ra là người ta như khuyến cáo là nên là xác định là bệnh nhân có mang đột biến gen tên gen GBA hay không thì mới được là thực hiện cái phẫu thuật là kích thích não sâu. Dạ, còn xét phim mộ VRKN thì đi bằng cái con đường tiếp theo đó là phim mộ VRKN thì hiện tại chưa có tác động vào con đường này, người ta chỉ đang tạo nghiên cứu về tác động của nó rồi ạ. Thành ra nghiên cứu này cũng là một cái nghiên cứu tiền đề để sau này nó xác định về phương pháp điều trị cho những bệnh nhân mang cái đột biến của đường tiếp theo này. Dạ, xin mời. Thì cái này tôi có vài cái vấn đề cần trao đổi nha. Thứ nhất á, đúng là tất cả những nghiên cứu cơ bản giúp ích cho lâm sàng rất nhiều. Tuy nhiên thực sự nếu mà mình nhìn những cái gì mà anh trình bày hôm nay đó, thì thật ra chúng tôi chưa thấy một cái giá trị lợi ích rõ cho áp dụng lâm sàng. Thì tuy nhiên thì muốn rõ hơn nữa thì chúng ta thấy là những cái bệnh nhân này một cái tỷ lệ nhiều hay không, thì anh thấy qua nghiên cứu này là 13 hay là 10 cái mấy phần trăm trở lên. Quan trọng là thực tế lâm sàng thì tôi biết cho kỳ thuật sang, nhưng thực tế lâm sàng của mình thấy đó là cái bệnh Parkinson đó nó cái nhu cầu cần thiết nha, nhu cầu cần thiết về vấn đề đột biến gen bây giờ tại vì thực ra những vấn đề tôi điều trị đó Parkinson nguyên phát có thấy sự khác biệt gì đó về một lâm sàng. Nếu mà thực sự có những cái nghiên cứu mà cơ bản ví dụ đột biến gen này nè, thường nó đáp ứng với cái levodopa, còn cái ông mà là đặc biệt gen kiểu VKN đó thì có thể đáp ứng với tổng hợp dopamine vân vân, kiểu nghĩa là qua nghiên cứu này tôi lại chưa thấy rõ được cái bức tranh tốt chứ không vì sao, tại vì bước đầu chúng ta làm được rất là tốt rồi. Thứ hai nữa là qua cái này đó thì tôi cũng định hướng là sau này tác giả nên là có những nghiên cứu sâu hơn cũng từng nhóm bệnh nhân này chúng ta theo dõi chặt luôn thấy nó đáp ứng như thế nào, nó có biến chứng sớm hay không, nó cảm thấy sớm hay không. Và vấn đề thứ hai nữa là nó tư vấn về mặt duy trì của bệnh nhân này không, ví dụ bệnh nhân này có nên có gia đình hay không, hoặc là những bệnh nhân này có gia đình thì con cái hậu quả của họ có vấn đề bệnh tật chúng ta sẽ sợ là duy trì như thế nào, mặc dù là bây giờ đột biến thì con họ có đột biến hay không. Đó là cái thứ hai mà rất cần phải nghiên cứu về sau. Thì thật ra cái giá trị cái vấn đề về duy trì cái nhân vật của mình người ta cũng vẫn còn bỏ tới bây giờ thế giới vẫn còn bỏ ngỏ chưa xác định rõ. Và một cái thứ ba nữa tôi nghĩ là không khéo đó nha, quá trình làm không khéo được thì gặp và cũng cần thứ khác khá nhiều không khó đâu được. Thì tôi cũng hỏi tác giả là cách làm sao mà tác giả đọc
đầu trường cái nhóm và chúng ta cứ khác. Và hai vấn đề là tôi chỉ trao đổi là một cái còn quý của đề chính là tôi nói là làm sao tác giả đi đầu trường để được cái sản phẩm chúng ta cứ khác. Thì cũng cơ bản. Thì bản thân của ở đây các thầy dưới lớp này cũng được các bạn của mình thì mình cũng đi cơ sở đó, cái lớp này cũng là một hỗ trợ nghĩa được xíu được cả đời. Thì bản thân của những cái nghiên cứu cơ sở ở xuất phát từ cái đây chủ yếu là đi từ lá. Do đó chỗ này thì tôi có thấy đúng rồi, cái phần trình bày của em đang thiếu, tức là em phải tổng qua tài liệu thêm, em không tự động mà em tìm ra hai cái gen này và em phải nói thêm là cái đột biến gen này ở thế giới họ đã làm cái gì và họ đã góp ý cho điều trị ra sao và họ đã có tương quan như thế nào và tại sao phải làm những thứ này, bởi vì em đang làm những cái đột biến gen của cùng thể của người Việt Nam. Cho nên chỗ này phải nói thêm là vấn đề thì thế giới châu Á thì sao, châu Âu thì sao, châu Mỹ thì sao, tại sao người ta làm ba cái nhóm gen này, nó liên quan như thế nào, có ích cho điều trị, tại sao Việt Nam chưa có. Và đây là một cái đề tài quốc gia nên là em phải nói thêm cái chỗ đó để cho có thể lâm sàng thêm. Giống như đặt cái vấn đề thì muốn hỏi em là cái phần kết luận của em á, thêm một xíu nữa là em phải kiến nghị và đề xuất thì cái đề tài đó là phần cơ cái giá trị của em được đề tài điện tử mà mình đang làm thiếu cái mạng đó, thì kiến nghị sau cái đề tài này chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đề tài tiếp theo về các nghiên cứu gì đó để có đảm bảo cái đề tài. Cái thứ hai đó là cái chỗ này cái gen em coi lại cho sao em biết tinh thần của cái gen như thế. Là em đang biết tinh thần đó, là em nghiên nó nha, để là cái đề tài test của em. Và giống như thầy thì đó là chỉ có ý cái này là mình hỏi em thêm là gen này nó đột biến ở chỗ này thì em thấy là năm cái nhóm gen này năm năm cái đột biến mà sơ sẽ em có đủ năm năm cái nhóm gen đúng không, tại em chỉ làm trên hai cái nhóm gen thôi. Lý do em giải thích là có ý nghĩa sớm gì đó, tuy nhiên chị cũng hỏi lại thêm là cái đột biến gen này nó ngoài trên thẳng sinh ra thì nó còn có trên những cái nhóm đột biến nào nữa không. Như vậy thì so với những cái thẳng sinh này nếu là có thì nghĩ nó không có đột biến gì mà nó lại nó xem cái này là có hay không, là nếu có như vậy thì nó sẽ có liên quan gì không, số lượng không.
lên cao. Câu hỏi của mình có lẽ cũng hơi tương tự với cô Định Thơ. Đây cái là thứ nhất là cái Parkinson mà bạn nghiên cứu, đây là cái nghiên cứu cơ bản, nhưng mà tôi thấy là cái tỷ lệ mà bạn đưa ra là nguyên nhân gây ra cái Parkinson mà do đột biến gen này, tôi thấy nó là thấp. Thế nhưng mà tôi hỏi câu là bây giờ ví dụ như người ta nói là cái đột biến gen này nó không phải là ví dụ như là cái người bình thường nó có cái đột biến này nhưng lại không bị bệnh Parkinson. Cái thứ hai nữa là nếu như anh bị bệnh Parkinson rồi, nó tức là khi nó đột biến nó mới gây ra cái triệu chứng Parkinson. Thế thì khi anh điều chỉnh được cái gen nó, tức là cái đột biến đi ra ví dụ đấy, thì cái bệnh Parkinson có bất không? Thì người ta mới khẳng định được là cái này nó gây ra cái bệnh Parkinson chứ, đúng không? Thế chứ còn bây giờ view của bạn đây là bạn là nghiên cứu là lấy máu xác định gen đột biến gen ở trên đã chẩn đoán là Parkinson rồi, đúng không? Thì tôi thấy cái tỷ lệ nó không cao lắm. Đấy, thì những cái là Parkinson nó gây những nguyên nhân khác nên sao? Thì bây giờ cái đột biến này khi anh chỉnh được cái đột biến rồi nó không phải. Đấy, thì cái luận của bạn là để còn là tiến sĩ thôi, đúng không? Thế cho nên là nó đòi hỏi nó phải là có một cái nó phải sâu và hai nữa nó phải thuyết phục được. Đấy, nó rất khoa học để cho nó tràn đấy. Thế nhưng mà nó tôi phân vân của cái điểm đấy bạn hiểu nhá. Đấy, là xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn câu hỏi của thầy. Thì thực tế là lý Parkinson đó thì ở đây là chưa dám khẳng định, thầy của nó đầu là nguyên nhân chưa được khẳng định cụ thể. Nó sẽ là cái sự tương tác giữa tuổi, tức là giữa tuổi, giữa yếu tố, giữa yếu tố di truyền, tức là đột biến gen hay không, và còn yếu tố phơi nhiễm nữa, ví dụ như phơi nhiễm từ sau phơi nhiễm kim loại nặng. Nó là tức là sự tương tác của đột biến gen, của tuổi và của các cái yếu tố khác, chứ không phải là khẳng định là chỉ đột biến gen là có nguy cơ gây bệnh. Dạ, và khi em tìm hiểu cái này tại sao phân tích nó tương đối sâu, tại vì em sẽ sử dụng giống như thầy nói đúng để em khẳng định được là cái này có dẫn tới bệnh lý Parkinson hay không. Thì trên nguyên tắc là sau khi em xác định được đột biến rồi, em phải tạo ra một cái dòng tế bào mang đột biến này xem nó có thay đổi này có được thần kinh hay là tác động tới bệnh nhân gây Parkinson hay không. Mình nghiên cứu trên thực nghiệm, tức là sử dụng trên chuột hay là các loại thực nghiệm để khẳng định là có dẫn đến triệu chứng của Parkinson thì mới khẳng định là đột biến gen này gây Parkinson. Dạ, nhưng tuy nhiên hiện tại là khi tạo cái dòng tế bào đơn thuần như vậy là hiện tại mình chưa có cách tạo được. Thành ra em có sử dụng những công cụ in silico, những công cụ dự đoán, và em sử dụng rất nhiều công cụ, tại vì mỗi công cụ sẽ đánh giá bằng một cái góc độ khác nhau, và tất cả những công cụ đều khả năng được đưa về là cái đột biến gen này sẽ dẫn đến mất chức năng của protein này và dẫn đến là ảnh hưởng đến cái cơ chế ban đầu, tức là tác động vào cái thi thể của tế bào. Dạ, thật ra em mới tìm ra là cái này có nguy cơ gây bệnh cao, thế cũng chưa dám khẳng định đang nghiên cứu đột biến này sẽ gây bệnh, chỉ là có nguy cơ gây bệnh cao. Và tiếp tục cái hướng tiếp theo của cái này đó là em sẽ phân tích về cái phản hệ của những bệnh nhân này và sẽ cho gọi là xét nghiệm di truyền cho những gia đình của bệnh nhân có mang đột biến này xem nó có di truyền cho thế hệ sau hay không, và những người sau đó nếu như mang đột biến này thì có khởi phát bệnh lý Parkinson hay là không. Thì tiếp tục nghiên cứu tiếp thì mới dám khẳng định là nó có thì thực sự không có gì bệnh, chứ như này chưa dám khẳng định là gây bệnh. Tức là về cũng chỉ là nguy cơ cao gây bệnh thôi ạ. Dạ. Tiếp theo xin phần trình bày của bác sĩ Nguyễn Ngọc Chi Lan với chủ đề là khảo sát sự thay đổi các số tiền thế cho chính giá trước và sau